ước gì mình gặp được em sớm hơn, và người nắm tay em không phải là anh ta, để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng ta cũng biết, tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã khờ, dẫu những nỗi buồn không hiểu vì sao. Biết rồi, em biết rồi. Nghe quen quá cậu ơi. Buồn lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ, cớ sao ông tơ lại sẽ nhầm duyên em với ai? Nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người, phải tự loay hoay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình, cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau? Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi. Anh đã hiểu được cảm giác đứng đó chưa? Vậy là kết hôn trễ. Dạ. Và là người Bắc, đúng không chị? Đúng rồi đó. Người Bắc. 5 tiếng. Dạ. 5 tiếng. Nhưng mà cái cầu hôn là cái gì? Cái cầu hôn, cái bong bóng. Cầu hôn. Có khi nào là một sáng tác nào đó, ca khúc nào đó? Chính xác, đúng rồi. Cầu hôn. Ờ, cầu hôn là anh Khắc Việt à? Cầu hôn, anh Việt có một bài cầu hôn. Dĩ nhiên những thông tin này chỉ là khởi đầu thôi, chứ còn dựa vào để tìm ra được nhân vật thì cũng khó. Rồi em muốn hát rồi ạ. Xin mời nhân vật bí ẩn số 2 xuất hiện. Rất là ma mị, rất là ma mị luôn á. Có ma kích giống như kiểu hacker, ngầu lắm. Ờ, cao bằng cậu, cũng nhún nhảy như cậu. Cái áo rất là fashion, nó như áo mưa vậy. Như áo mưa vậy. Rồi ạ. Rất là khó nha, tại vì khó. che kỹ quá. Quá đúng. Thôi như quan trọng em nghĩ là em nghe giọng em cũng sẽ đoán ra được. Vì ở nhà em thấy đoán dễ lắm. Thế trong đầu của cậu có mấy người rồi? Chưa có ai. Lần đầu tiên có một người mà bước ra không ai biết. Có khi nào hát xong cũng không ai biết không ta? Hát thử chứ cậu, nhiều khi là mình sẽ nghe từ ra giọng. Đúng rồi, em nghĩ anh hát đi, chứ cái ngón tay cậu không thấy á. Nhiều khi là cậu sẽ nghe được cái cách nhấn nhả chữ của anh ấy dễ okay, hơn. Mình okay. Mình nhẹ hơn. Giọng không bị khác quá thì em tự tin là em sẽ nhận ra được đấy. Bây giờ, âm nhạc dành cho cặp đôi của chúng ta, xin mời. Gì mình gặp được em sớm hơn, và người nắm tay em không phải là anh ta, để mỗi khi cô đơn lại về không quá nặng nề, rằng sẽ tâm tư của một người đến sau. Phố xa đông người nhưng lòng ta cũng biết, tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã khờ, dẫu những nỗi buồn không hiểu vì sao. Biết rồi, em biết rồi. Nghe quen quá cậu ơi. Buồn lắm em ơi, anh tránh than ai bây giờ, cớ sao ông tơ lại sẽ nhầm duyên em với ai?
nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người. Phải tự loay hoay đi tìm nhau chỗ nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho phận mình. Cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau. Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện tình mình chỉ đến thế thôi. Đang có nhiều sự tranh luận tại những vị trí ở đây. Còn bên trên thì khẳng định đã biết được đáp án. À, em nhầm rồi. Nghe cái giọng này rất giống một người anh của em. Ai? Anh nghĩ là ai? Hỏi đi. Anh Lê Hoàng. Mặc dù bây giờ chúng tôi chưa mời mở mặt nạ mà đã đoán trước luôn đây là Lê Hoàng The Man. Dạ. Ghê. Thế còn chờ gì nữa? Mời nhân vật số 2 mở mặt nạ. Dữ vậy đó hả? Dữ vậy đó. Rồi, ở đây anh em mình suy đoán hay quá. Em đã nghe rất nhiều rồi nhưng mà không biết bạn em nghe như nào thôi. Cậu có thể hỏi anh ấy đi. Chào em. Anh nói giọng Bắc ạ? Đúng rồi, Nam tiếng mà. Anh có nói được giọng Nam không ạ? Anh nói được. Em muốn nghe giọng nào anh nói cho em nghe giọng đó. Anh vào Nam lâu chưa ạ? Anh vào cũng lâu rồi. Mấy năm rồi ạ? Khoảng thôi ạ. Chục năm gì đó. Anh gặp em bao giờ chưa ạ? Anh chưa gặp em khi mố cả. Wow, bạn ấy. Đấy nhỉ. Chương trình này muốn là bí mật nên là anh không có nói được. Lát nữa mà xong chương trình là anh sẽ nói cho em nghe nhá. 600 có ý nghĩa gì với anh ạ? 600 là lập pháp ấy. Dấu bằng có ý nghĩa gì với anh ạ? Bởi vì ở trong cuộc sống mọi thứ khó khăn nên là anh thích mọi thứ phải được cân bằng. Lúc nói giọng Bắc, lúc nói giọng Trung, lúc nói giọng Nam. Lúc nãy thì em nghe giọng của anh thì em nhận ra anh rồi. Ghê vậy? Thì bây giờ anh không cần chối em nữa đâu. Bây giờ cho em hỏi thêm một câu nữa này. Rồi. Cái từ cầu hôn có ý nghĩa gì với anh ạ? Cầu hôn là lấy vợ ấy. Vâng, lấy vợ thì ai cũng sẽ là cầu hôn rồi. Nhưng mà sao nó lại có ở trên đây ạ? Thì trước kia mình lấy vợ thì mình phải cầu hôn. Anh có đá bóng không ạ? Anh á, có. Đã quá nhiều thông tin rồi. Chân anh bây giờ đi còn khỏe không ạ? Trời ơi. Vẫn khỏe chứ, lúc nào mà chẳng khỏe. Anh có bị đứt dây chằng lần nào chưa? Trời ơi. Chưa gì hết mà. Anh chưa. Nhà em là bác sĩ hả? Không, tại vì em đang khai thác. Khai thác xong chưa? Rồi ạ. Đây là ai thế? Ôi sao bảo khai thác xong rồi. Tức là em nghe cái giọng em không thể nào trượt đi được. Nhưng mà có quá nhiều thông tin nó làm cho em bị phân tâm á. Thông tin nãy giờ là do em tự hỏi đó. Còn cái giọng đó là em không thể nào trượt đi được. Vậy thì đây là ai? Không phải nào trượt. Anh Lê Hoàng. Xin mời âm nhạc. Trịnh Đình Quang và theo nãy khẳng định đây là Lê Hoàng The Man. Hay quá, giỏi. Xa đông người nhưng lòng thì cô đơn. Tại sao như thế? Tại sao tình yêu lại phải tổn thương? Một kẻ hay mơ mang vác con tim. Mơ mang vác con tim của gái thơ. Anh Cường. Buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm em ơi, anh trách thân ai bây giờ. Cớ sao ông ta lại sẽ nhầm duyên em với ai. Nỡ bỏ anh
anh biết trách ai bây giờ. Nỡ bỏ anh lại giữa muôn vạn người, phải tự loay hoay đi tìm nhau cho nhân duyên. Buồn lắm em ơi, anh xót thương cho thân đây. Cớ sao yêu em mà anh lại là người đến sau? Anh biết anh sai vậy mà con tim vẫn đi sai đường. Có lẽ chuyện Trời ơi anh Cường ơi, đã bảo là thân rất thân rồi mà